điều khiển RF, bạn có thể dùng để điều khiển cửa cuốn hoặc điều khiển các thiết bị điện, các công tắc điện, rất nhiều thứ, rất nhiều thiết bị điện bây giờ có thể điều khiển được bằng sóng RF như đèn, quạt, các công tắc. Nó rất nhỏ gọn, nó chỉ như là một cái USB thôi, USB bình thường. Đấy, các bạn cấp nguồn cho nó thì chỉ cần cắm vào một cái cục sạc điện thoại hoặc một cục cái sạc dự pin dự phòng cũng được. Chỉ cần cấp nguồn là nó hoạt động, cấp nguồn qua cổng USB, cắm bất kỳ cái cổng USB nào, rất là nhỏ gọn tiện lợi. Nó có thể học ngạnh được các cái điều khiển sóng mạng cố định tần số 433, 430, 418, 390, 350, 330, 310, có rất nhiều loại IC khác nhau. Nó có thể kết hợp được với cả camera để vừa điều khiển vừa xem. Với cái USB Suntech RF này, các bạn có thể học lệnh được tới 16 cái điều khiển khác nhau. 16 cái điều khiển khác nhau, 16 điều khiển RF mà cố định các loại tần số. Các bạn có thể tạo được tối đa được 16 cái, mỗi cái có thể tối đa được 4 nút. Có thể mỗi cái nó tần số khác nhau, mã khác nhau. Các bạn có thể kết hợp với các loại báo động, cửa mở, cảm biến chuyển động. Sử dụng như đây, hoặc là các bạn có thể kết hợp được với camera. Đây, khi kết hợp với camera scanning thì nó sẽ như thế này. Như ở đây mình đã tạo một cái điều khiển cửa cuốn, mình sẽ thử các bạn xem. Xuống, dừng, khóa, khi khóa vào thì không, lên xuống thì không tác dụng nữa, nó đầy đủ như đúng một gốc luôn. Mở khóa, dừng, các bạn có thể kết hợp với một cái cảm biến cửa mở, cảm biến chuyển động. Ví dụ như là cái này nó là cái cảm biến cửa mở chẳng hạn, mình đã kết hợp nó vào, đặt tên nó là cảm biến cửa cuốn mở. Mỗi lần kích hoạt thì nó sẽ phát sóng, cái USB sẽ nhận được sóng đấy và nó sẽ báo lịch sử vào cái app này, nó sẽ cập nhật tức thời luôn. Nó sẽ báo về điện thoại. Bạn có thể tra cứu được lịch sử báo động ở trên app. Đây có thể bạn có thể hẹn giờ khóa cửa mở cửa. Có một cái ứng dụng rất là hay của những người quản lý phòng trọ hoặc chung cư chẳng hạn, thường họ sẽ hẹn giờ là 11 giờ là khóa cửa, tức là khóa chứ không phải đóng cửa nhé. Khóa cửa lúc đấy sẽ các nút âm tường sẽ không tác dụng nữa đấy, hoặc là đến 6 giờ sáng hoặc 7 giờ sáng sẽ mở khóa ra. Cái nhu cầu của khách hàng thực tế mình đã gặp rất nhiều.